Ok, hello anh em, hôm nay tôi sẽ làm cái deck Zele Evil Death ha. Cái deck này chỉ cần một lá, những thời gian Whitband nó sẽ tổng tạo được cái deck cho mình ha. Thì tôi có cái lá này rồi nên thử làm cái deck cho anh em xem luôn. Thì nó đây, đó là cái deck này đây, áo choàng. Áo choàng như là của thằng Admay á. Áo choàng này của là cái thằng Admay gì đó. Tôi quên mất mẹ tên, quên mẹ tên. Tôi mà cái lá này là Golden, thì tất cả các cạc của mình trong đó đều là Golden hết. Tôi muốn thử cảm giác của Golden Boy. Lâu lắm rồi mới được cảm giác của Golden Boy rồi không? Tất cả mọi thứ đều vàng hết. Vui lắm, vui lắm, vui lắm, thương lắm. Trời ơi, bơm warrior luôn, bơm warrior vàng khè luôn. Ok, bơm warrior vàng khè luôn. Bây giờ không được cái đi mình không được đi trước, đi sau để lấy được cái golden coin ha anh em ha. Ok, làm sao có thể lên cái này. Con này khó tồn tại lắm, tại vì nó sẽ chay liền à. Nó lên vũ khí, nó không có gì, nó cũng lên vũ khí đập con này thôi. Mình nghĩ là mình sẽ lấy con này. Không thèm chay luôn các bạn. Không thèm chay luôn. Không thèm chay luôn à. Gắt vậy. Lên, ủa con còn hả? Nhìn cái kia con định hết vậy cũng sướng hả bà ha? Em cũng vui vui chứ không? Ok, ta đã nhát được 4 trái bom cho người đó rồi. Nhồi bom cho người nữa. Nhồi vô. Lên 6 mà lên con này. Con này Golden luôn. Không biết nó có sáu con này vậy không. Là chạy con này luôn. Chạy con này. Lên con này đó xong rồi nó sẽ đánh chết con này để mà lấy về. Ok. Không sao. Ta có hồi máu, hồi giáp. Kiến còn chịu không nổi nữa. Leo kiến đen đeo. Trời ơi. Trời đất ơi. Giờ này nó không có đồ chơi nó chơi mình rồi. Bốn đam. Ui, hồi máu ôi mày thế. Nó có hồi máu chứ. Ok. What's next, what's next. What's next, kill đi. Nổ đi cơ. Nổ đi. Vô mồm nó. Bốn đa, bơm đâu bốn trái không nổ chỗ nào hả mày. Hai lần để đi đánh rồi thành gì đi ôm cho bơm. Ai cầm cái đấy mà cô đánh thì cảm giác cái đánh nó có vẻ như là nó tự tin hơn hẳn anh em. Đúng, nó lấy ngay cái lá sáp liền luôn ghê thiệt. Dạ mà mình thấy lên cái này mình đập cho mặt nó cũng được. Đập lên này đấm này qua đây đấm này đấm này. Bốn đao nào. Ba đao giết rồi. Bay mặt. Nổ bơm. Nổ bơm. Nổ bơm. Trời ơi, năm trái bơm ở chỗ nào vậy trời. Quýt nè.
rồi. Bơm nổ nào. Sáu trái không được cái nào hả? Sáu trái được cái nào hả? Đấy. Chết liền, sáu trái không được cái nào. Oh yeah. Quay ra mình còn hình dung được nó là cái gì không này. Bây giờ tao đi chơi đi sâu mà không được đi, đi trước mà không được đi sâu lấy golden coin nhìn cho nó đủ bộ không? Con mét nè, à cái đấy là Decimon con mẹ nó rồi nè em ạ. Decimon nè, đây là Death Beach Beach xong rồi, Raw xong rồi, giật ngược từ lại kiểu vậy. Quăng con Hidden Four ra nó xoay một phát mất hết. Oh. Xoay luôn. Quá ghê luôn các bạn. Ghê lắm. Ghê lắm, tên thứ 7 mới được nha. Bây giờ chúng ta có 9 cạ đúng không? Chúng ta mà rái thêm cái nữa là nó sẽ bị tràn ha. Nó bị tràn ra ngoài thì nguy hiểm lắm ha. Thì mình sẽ lên con này luôn. Đấm vô con mặt này cái. Rồi xong. Tại sao bắt đầu block chip lại cái con búp bê master này. Nó sẽ mod mấy con này nè mới ngon. Nó có một cái này để trên bàn á. Cho nó khó xử. Nó phải bắt buộc phải dùng cái world bắt trong là cái okay. Oh. Cái này cũng đẹp trai nè. Nhưng mà chưa có xài này trước. Cố định. Ôi con này nè, ôi ngon thế ngon. Con chơi thì cố giấy nó cũng chết. Má cái này đáng lẽ là nó phải cho mình cái con mà summon mới ngon chứ, đúng không? Cái này nó phải cho mình cái con nãy mấy con rồng nãy á, ra mới ngon. Tại mấy con 77 á, đấm vỡ mồm mới luôn. Tiếc thế. Má nhìn Death Golden thôi cũng quải ha. Má thằng này nếu là có hỏi má xong này nó giàu dữ vậy ta. Má Death Golden không. Nhìn vô tôi Golden không. Tôi cũng là bị kiếp cả đấy. Có bị kiếp ở đây. Nhà giàu quá đi. Nhà Death có gì ngoài điều kiện. Dùng búp bê Master còn sống được rồi. Nói chung là con búp bê Master sống được. Nó mới có 7 mana thôi mà bắt không có chết hết được. Giờ nó chỉ dùng cái xoay kia thôi. Ý cái gì thay tôi biết đó là nó xài cái cái bro thì mày ra mở bê nó không chết được. Tập luôn. Còn một máu. Đẹp chết. Đi đây. Ôi sao con này đen nhà. Ơ lại sao lại như thế. Expression. Đen mà ta. Không ra được con rồng đây. À, còn một đấy mới làm cái gì nữa. Đấy con này nè. Tôi đang cần cái con này nè. Đúng không? Chính xác luôn rồi các bạn ơi. Chính xác luôn rồi các bạn tôi. Tôi đang cần cái con rồng này nè. Đó, thơm kèo. Con chết
Thôi, full rồi, không có lên được nữa. Không biết có Hydrogen Zone không. Má, cái quan trọng là cái deck này nó có cái gì mình không biết được. Dù anh em dùng deck tracker cũng không thể nào ra được đó, Hydrogen Zone. Không biết thế nào ra được, nó bực gì đó.
tin sao? Tin sao? Hẹn mọi người tin sao? Hẹn mọi người tin sao? HK, cơ hội của em đây. Tôi nghĩ là sẽ có HK. HK đâu? Ôi đồ má, đế này đéo có HK rồi anh em à. Là ai cứt thật. Ở đéo có HK. Đéo còn bị nằm trong đế tụi mình nghĩ tao tưởng đâu hát có HK không ạ. Hả? Thằng mày không lấy mày cho tin. For you, come along and see it's true.